chào các bạn. Có chuyện gì vậy? Bạn sẽ nhảy qua người Kha sao? Bịt mắt nữa à? Được rồi, thật là phi thường. Phải Bali, bạn làm được rồi. Kha, bạn nên về căn cứ ngay. Hình như là một buổi tiệc. Ôi không, nó chặn đường hầm rồi. Kha, bạn nên tới xử lý nó. Được rồi, qua tới à. Tụi mình biết chỉ là tai nạn thôi. Có sợ không các bé? Chỉ là một con Finata thôi. Chứ xe tải sẽ phá vỡ nó. Đúng chứ? Làm tốt lắm siêu xe tải. Ôi không, siêu xe tải phải làm gì đây? Phải, mình nghĩ bạn cần một thứ gì đó hữu hiệu hơn một quả cầu phá dở. Bạn đang nghĩ gì vậy? Phải rồi, máy laser ST-3000. Chà, thật là dễ dàng. Nhìn ngon quá. Thật là hú hồn, siêu xe tải à. Chà, tận hưởng bữa tiệc nha, quá tê.